Quang Duy Minh xin kính chào quý cô chú anh chị đã trở lại video tiếp theo của Duy Minh. Thì hiện tại giờ quý cô chú anh chị ơi, Duy Minh thấy có một nhà sư vừa đến đây để là tiến vào bên trong mộ của chú Vũ Linh. Nhìn chắc là không biết viếng mộ thắp hương cho chú hay sao quý cô chú anh chị. Duy Minh này. Dạ con chào thầy. Chào thầy đi thầy. Chào rồi. Dạ, con chào sư ạ. Cuối tuần này đốt hơi suốt cây nha. Dạ. Quý dương chị. Xin gặp cái gì? Dạ. Tên nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, ông giỏi văn ngoan, pháp danh tâm giác. Cái tên đó là nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chú. Sư chứ sư chú. Sư. Dạ sư. Anh đi cái chú hả? Sư. Dạ. Dạ. Sư đọc ra cho ưu tú. À sư đến đó gần đó được đọc pháp danh với tên tuổi đó được giái. Cái được kinh thi là ra cái chữ cái cậu chứ. Làm mình hết hồn. Hết hồn. Ôi dù lại chưa có chú. Dạ. Dạ. Người nhà của chú Vũ Linh là người nhà của chú là không có đây sư. Không có đây chú. Sư. Dạ. Chú ngoài luôn nha. Tại sư mà sư thoát áo khoác con thấy nó giống. Dạ. À có điều gì không sư? Có đi vô cúng cho cái gia đình ở Vũng Tàu hạn kính rồi vô thẳng về. Dạ. Dạ. Ý là sư hỏi là ai là người của gia đình chú là như thế nào á, ý là sư muốn hỏi như vậy để làm chi á sư? Hướng dẫn bị một người nghệ sĩ là tiếng tâm nhiều lắm. Dạ. Mất là mất cái thể xác nhưng còn cái vong linh. Dạ. Mà cái người cứu không phải ông thầy cứu nhưng hàng thân quyến thuộc của Vũ Linh nè. Dạ. Một là bố thí, hai là phóng sanh trong cái tháng 7 này. Dạ. Cứu được cái vong linh này. Dạ. Chứ còn thương qua mỹ vị biến hư không không có gì do cái tâm của tín chủ mà hành. Dạ. Dạ. Ý là sư nói là phải làm những cái việc thiện như là phóng sanh, bố thí. Dạ sư, để con nói cho sư nghe ha. Hiện tại giờ là tới bữa 29 là chị Hồng Loan là con của chú Vũ Linh đã cũng cùng với các nghệ sĩ khác đã cho bà con chuẩn bị là cho bà con bác là khoảng 13 tấn gạo. Phát từ thiện. Phát từ thiện á. Cái đó là công đức rồi chú, đó. Ừ, chú nói đất lên đây. Dạ ngày 29 14 âm lịch đó chú. Phát gạo vào buổi chiều. Trời ơi. Thầy cũng thấy sư lạ quá không thì. Rành. Dạ. Nếu mà có điều kiện là sư nó mua 10 con bồ câu với 10 phần quà. Phóng sanh ha. Phóng sanh 10 bồ câu với 10 phần quà gạo. Dạ. Nhiều quá thì không được. Làm con của cứu mẹ cha phải mua nhờ thần lực của 10 phương tăng. Tuy nhiên mà cũng thầy cúng cho tăng là một cái bánh thôi. Cái nhân là do tín chủ tạo. Dân là phóng sanh, có cái vong linh được cản sanh. Yeah. Còn cái bố thí là được cái phước. Nhờ con cái bố thí mà cái vong linh người cha mới được giải thoát. Yeah. Còn tụi con thầy cúng là cái bánh thôi. Ví dụ cầu siêu cho vong linh thì nhập tụng. Dạ. Địa tạng là cái bánh ha, bánh trắng ha. Cái nhân là do tín chủ của gia đình tạo. Dạ. Mình phóng sanh chim được không sư? Một là một câu nó trực tiếp để trong ngày nó phóng sanh nhiều lắm, thầy cúng là thầy biết mà. Dạ. Hai là bố thí, mười phần, nhiều ít hơn cho mình. Dạ ý là con hỏi là mình phóng sanh chim được không? Được. Dạ. Một con bồ câu nó hay hơn tại đây nè, tại dưới mỏ nè. Không biết đây có. Bây giờ trong kinh Phật nói ít ai bán bồ câu, ít ai bán nhiều gia đình có tiền rất là nhiều nhưng mà làm không đúng danh hết. Nó lãng phí đi. Dạ. Trong kinh nó Đức A Nan tủi lòng mỗi ngày tại sao Đức Phật còn lại đóng xương. Đức Phật cũng quyền cũng lại của quyền tổ. Thì có của quyền hết tổ mới có Phật. Bây giờ có cha mẹ mình mới có con, mà giờ cầu siêu ví dụ cúng cho tăng một
100 ông thầy, 20 ông thầy, 50 ông thầy tùy theo điều kiện. Nhưng được cái bánh trắng thôi. Trong cầu siêu nó để là làm con uống cứu mẹ cha là phải nhờ cái thần lực của tín chủ hiện nay tín nữ làm lành, thì làm cái lành này mới tạo được cái giải được cái nghiệp của cái người mất. Dạ. Như cô Phi Nhung gì thầy thì không có định, nhưng nghe nói cổ bố thí lắm. Dạ. Bố thí là cái kiếp này, cái nghiệp kiếp trước nó đến nó đòi. Dạ. Dạ. Chứ không phải tự nhiên. Dạ. Tại vì thầy cúng nhiều lắm mà đâu có biết ở đây đâu, cúng thì cứ dẫn vô. Hôm nay Hà Nội có Vũng Tàu có ví dụ lấy thông tin được chưa đi cúng hả? Dạ. Thì trong này có cái chú ví dụ cái gia đình nào mà cần hết cái chú điện. Dạ. Điện là cho số hai bên trực tiếp hẹn ngày giờ vô cúng rồi. Hay như là sư đang tọa lạc ở chùa nào sư? Ở thất gần đây cách cây số này. Gần đây hả? Cách cây số là sát đây. Ừ, cũng trong cái ấp này luôn. Dạ, trong ấp này luôn. Tân Phú Hòa. Khu phố 1B. Đúng rồi. Số là gần đấy. Sư cũng hay thường vào đây để là tụng niệm đó sư. Trong một tháng thì vô đây cũng 6-7 lần. Dạ, 6-7 lần ha. Đưa vô trong nghĩa trang này hả chú? À, sư chứ. Quà đưa cốt về đây, rồi tạ mã có. Nêu chú hoài nha. Rằm tháng 7 họ vô cũng mở. Dạ. Quan trọng chú nào có quan hệ được với cái gia đình nó nói là dính ra 10 phần quà với 10 phần một câu cúng qua đây. Dạ đây để mình thì ở đâu cũng có hàng quà. Đây là Việt Nam Quốc Bình Dương tỉnh Bến Cát huyện phường Chánh Phú Hòa ấp 1B. Dạ. Đây tụi con góp ý lại chị Hồng Loan nhé. Khi mà đưa cái phần khác vô là xin ông hàng quà ngoài này. Dạ. Cúng xong mới đưa đây. Đây là phần khác. Dạ. Dạ pháp danh của sư là gì, có thể là cho Thích Quang Cường. Dạ. Thích Quang Cường. Quang Cường. Có đây cái số điện thoại không? Sư để chu đáo có số điện thoại luôn hả? Dạ. Kinh khách thì thuộc hết mà cái số điện thoại không có thuộc. Dạ. Sư có hiểu con 20 năm rồi. Quang Cường. Không đến. Tường chứ phải Cường anh. Tường hả? Ờ Cường. Ghi xuống tường. Tỉnh hội Phật giáo Bình Dương, tỉnh hội Đại Đức Thích Quang Kinh Cường. Thì mình tham khảo. Đi chị đi cô chú. Tính qua gần đây. Ấp mình luôn. Có điện thoại thì không nhớ hết thầy. Không quan tâm đến, mình không có tập trung đến, tập trung diễn cứu kiến thôi. Thầy cái đây là biểu tượng như thầy không biết thầy giải thích không? Cái bàn tay một cái vòng tròn này giống cái vô lăng hả thầy? Vô lăng. Cái đường dây của Phật giáo á. Cái đây này cái vòng tròn nè. Cái con vòng tròn cái gì? Bàn tay không biết con Phật giáo. Vòng tròn cái gì? Cũng như trên chú thấy trên nóc chùa nó có. Như giống như thầy cúng hay sao mà cái đây giống như cái cái yếu tố Phật giáo rồi. Cũng như chú thấy đi lên đi mấy cái chùa chú thấy cái trên nóc chùa có cái gì chú biết không? Cái bánh răng á. Dạ. Hả? Con mũi răng. Con người ta mất chết anh nhiều. Dạ, bánh xe lên hồi còn chuyển về. Dạ, sao anh cả cho em? Cả nó chết. Thầy nha. Cảm ơn thầy nha. Dạ. Thầy sư. Tất cả là cái bánh là cái răng là do con của chú làm. Dạ. Dạ. Cả phải 10 cái bao câu á thầy. 10 một câu. Dạ. Với 10 phần quà, gạo, mắm, muối gì đó. Dạ. Không cần nhiều. Thầy vô đây nhiều lần mà chưa biết một của cầu Nam Vũ Linh hả? Dạ. Bên đây thầy mới biết. Dạ. Nhờ nay dẫn vô đúng không? Đúng. Dạ sư ơi, nãy giờ thì tụi con rồi thì xưng hô với thầy, rồi thì xưng hô sư. Sư. Thì thầy của thầy sư có thể là cho cho biết là tụi con phải xưng hô như thế nào mới gọi là đúng à. Dạ. Sư là Bình Miên. Dạ. Vậy là thầy ha. Dạ vậy con xin thầy phép. Bình Miên hả? Nói chuyện sư đó, cái dùng những từ sư là Bình Miên hả? Thầy tu Bình Miên. Dạ. Còn ở Bình Nam gọi là thầy ha. Dạ. Mình còn có cái điều gì mà muốn chia sẻ về chú Vũ Linh và cái cách thức cúng kiến như thế nào nữa không thầy? Tất cả kinh sách là cái phương tiện để cho mình đi, mình học hỏi thôi. Dạ. Mình giác ngộ được, mình thâm nhập được thì mình tạo ra mới được. Dạ. Dạ. Bây giờ ví dụ mừ ông thầy đến nhà con cầu an mà con làm cái việc gian lận không cầu an ví dụ rồi đó. Dạ. Mình mới theo cái lời hướng dẫn ông thầy thì mình mới an được. Còn cầu siêu làm sao cho vong linh siêu được. Ví dụ cầu siêu mà mình làm những cái chuyện phi pháp chẳng hạn sát sanh hoặc làm những cái chuyện mà không có thiện làm sao cứu được cái vong linh. Dạ thì thầy ơi, thì bây giờ con muốn hỏi thầy làm một cách nào mà đơn giản nhất để cho hương linh của những người mắc là mau siêu thoát về miền Cực Lạc không thầy? Bây giờ trực tiếp là ở đây 10 phần quà nhiều ít thì tùy mình. Dạ.
đó, rồi mượn thêm một câu rằng con muốn cứu mẹ cha phải nhờ thần lực của mượn tăng rước mượn thầy đến cúng đồ chay để cầu siêu cho vong linh, rồi đưa tiền cho mấy ông thầy cuối cùng cái nhân mình không tạo. Cầu siêu là cái bánh thôi. Nam mô Di Đà Phật hay là Nam mô Siêu Thoát Tăng Lạc Bồ Tát, nhưng mà ta ở đâu siêu được, mình phải tạo ra cái phước mới siêu được. Phước đức trùng lai quả vô linh trí, phước ông Phật ông tạo cho mình đâu, mình sinh mình tạo. Lỡ như là gia đình mình mà nghèo khổ quá rồi không có tiền để thuê tiền thầy thì sao? 10 lít gạo, có tiền thì 10 bao gạo, thì duyên quá độ đâu phải à. Đến chùa mà, hay là làm những cái việc lớn mà được cái phước đâu. Ví dụ ý là con nói là những ví dụ như gặp những cái hoàn cảnh mà khó khăn không có tiền không có gạo á, còn phải là nương tựa vào gạo của những người mạnh thường quân hỗ trợ đó. Rồi khi mà có người mắc vậy rồi đâu có làm như vậy được, rồi phải làm cách nào sư thầy? Thì người ta ví dụ 10 phần thì được rồi, con làm một phần nhín ra. Dạ. Đâu có đâu, đâu Phật đâu có bắt buộc đâu. Dạ. Nói chung là không lớn thì nhỏ. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mình cũng có Phật tánh, mà cái thân của mình ngạo quỷ chúng sanh. Dạ. Thầy nói mấy con đừng buồn bản thân, thầy cũng chúng sanh ví dụ. Nhiều lúc con chửi đủ má đủ mẹ cho ông thầy biết được cái thân của ông thầy chúng ta, thầy giác ngộ thầy nhịn được, mà thầy chửi ngược lại con cái bắt đầu cái sân của kiếp trước con nổi giận lên. Con không làm chủ còn chửi bới quýnh đập người ta. Ví dụ con thắng thì con đi cái địa ngục ở đâu, đố con cái địa ngục ở đâu? Địa ngục trần gian. Địa ngục là cửa A Tỳ mở ra, cửa thiền môn mở rộng mà không đến, là cái cửa chùa mình không đến để mình sám hối, mình quản lý cái tâm mình. Còn cái địa ngục A Tỳ chạy ra nó đóng cửa, bệnh viện nó đâu kêu mình vô. Thắng thì vô địa ngục chạy giam, thua thì vô bệnh viện. Tất cả do tâm mình thôi. À. Ví dụ bây giờ có chục bao gạo bố thí. Trong bố thí nó trường hợp có hai người khảo lắm á. Trong 10 người ta hạng gạo, người ta cho gạo, người ta nói rồi tại sao mà gia đình nghèo mà cho ít. Làm con sân si lên con phiền não thì con ngạc là mất phước hết. Còn mình cho 10 phần gạo mà người ta có chửi mắng thì mình mới được cái phước. Dạ. Cái phước nghĩa là người ta chửi mình là mình vẫn mình tạo cái phước nó đến im mình không có trở lại lại ha. Dạ. Chào hết mấy con nha. Dạ. Dạ. Chào thầy nha. Chúc thầy buổi sáng lên đây sao lưng đi đâu? Nhiều sức khỏe thầy. Lúc qua mình nè. Đêm 9 giờ mới vô. Dạ, chúc thầy nhiều sức khỏe ha. Bây giờ thầy đi cúng nữa thầy. Cúng chỗ Đức Địa Tạng hạng điểm thầy thầy sớt giác con vô con đâu nhà ta thầy đang cưng chú không ạ? Đâu có gì đâu. Dạ. Tại nhìn trên lưng cao khóc không ạ? Dạ. Dạ, ăn chào thầy nha. Dạ, chào thầy ha. Con chúc thầy buổi sáng và nhiều sức khỏe. Quý cô chú anh chị ơi, vừa rồi thì có một sư thầy cũng đã chia sẻ và những cái cách thức và để cho người mắc có thể là siêu thoát nhanh về miền cực lạc ha quý cô chú anh chị. Thì bà con cô bác xem video và để chia sẻ xem những cái lời chia sẻ của thầy có như vậy có đúng hay không đó, quý cô chú anh chị. Thì mong bà con cô bác cũng là suy xét và để những cái comment bình luận ha quý cô chú anh chị. Bây giờ thì gia đình nào mà dư ủng hộ thầy bao ăn bao gạo trở về thầy phải ra vậy thôi. Dạ. Mình ăn đâu bao nhiêu phước, bây giờ mình đi bòn phước chứ không phải là tạo phước đâu. Tạo phước là cái kiếp trước mình tạo, kiếp này mình mới hưởng. Dạ, vậy con cảm ơn thầy ha. Thầy nhiều sức khỏe. Dạ. Quý cô chú anh chị, giờ thầy ra về ha quý cô chú anh chị. Thì video đến đây với mình chia sẻ cũng khá là dài quý cô chị ơi. Bà con cô bác xem video nhớ lại những để lại những cái comment bình luận ha quý cô chị. Nhà khán giả chuẩn bị vô đây gài ha quý cô chị. Đó. Để xem vị sư này chia sẻ như thế có đúng hay không ha quý cô chị. Thì theo như ý của bà con như thế nào thì bà con cô bác với mình là một người phàm mắt thịt thì cũng không biết phải nhận xét như thế nào bằng những cô chú bác đã cái đường đời đã đi dài rồi, đã đi qua hết rồi, có thể là sáng suốt và để lại comment góp ý cho Duy Minh cái nào đúng nào sai ha quý cô chú anh chị. Bà con cô bác xem video nếu cảm thấy yêu quý Duy Minh thì cho Duy Minh một like, một đăng ký ủng hộ kênh để giúp kênh tương tác đến tất cả bà con cô bác gần xa trong ngoài nước được xem qua màn hình nhỏ của Duy Minh Vlog ha. Giờ Duy Minh xin chào và hẹn bà con là một video tiếp theo ạ.